Đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cận thủ 50 con cá từ Tổ quốc. Hôm nay em tục lên một clip gồm 12.000 câu nha anh em. 12.000 câu này là 12.000 câu chiên cho anh em lùa. Đó. Thì em có mấy ngang có và máy đứng có. Thì 5 cây bên đây là 5 cây máy đứng và 7 cây còn lại là 7 cây máy ngang. Hàng em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giao clip lên đó, thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Lên cây thứ nhất mình tham khảo. Đây, cây thứ nhất là một cây Makiki gì đó, Mayaki gì đó. Đó. Hàng này là hàng máy ngang anh em, hàng máy ngang, hàng này em bé từ Nhật về. Đó, máy ngang. À, Bass Fushi, Fan Fushi nha. Đó, cây này dài được 2m1 nha mọi người, dài được 2m1. Thì Bass là Bass Fushi. Đây, Fan Fushi luôn. Bu là bu chống sắn Fushi luôn. Đó. Cây này nó không để thông số tải mồi, không độ cứng gì hết. Đó. Nó cứ vậy một cây. Đó, cây này thì chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó. Thì nặng là 240g, đọt là 1 ly 2. Cứng cây này cứng ra tầm khoảng 30 nha mọi người, cứng ra tầm khoảng 30 đó. Thì anh em nào biết về cây này thì anh em hốt thôi. À, fan là fan Fushi nha anh em, fan Fushi đen. Thì những bộ fan dưới đây nè, fan này từ đây 1 2 3 4 5, 5 fan này thì nó chốc keo em đi keo lại nha mọi người đó. Thì bao lỗi lầm nha, nó hàng đi keo lại thì nói đi keo lại thôi, giống như nó sần sần này nè, nhưng mà cây này thì còn chắc lắm, mấy cây trên đây thì nó bị chóc keo, em đi keo lại nha. Đó. Thì ngoại hình cũng còn ok, đó, không có xước xát gì nhiều hết, chỉ có keo nè, nó bị nứt nhẹ thôi nha nè, không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Cây máy ngang, cây số 1 là cây máy ngang, đó anh em, nó phen bát Fushi luôn, đó anh em. Đi lùa lóc cũng được, cái này lùa lóc cũng ok. Đó. Rồi, giá công khai cái thứ nhất là 450k nha mọi người. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 là một cây lùa 2 đọt nha mọi người. Cây lùa 2 đọt. À, cây này thì em cũng lấy từ thị trường Nhật về luôn. Đây, tên của nó đây. Cái gì? Cây skin gì đó. Thì cây này 2 đọt nha anh em. Một đọt M, một đọt MH. Đọt M thì tẩy mồi từ 8 đến 21g, đọt MH từ 10 đến 28g. Đó, tẩy dây của đọt M là từ 6 đến 12 lb. Tẩy dây của MH thì 8 đến 17 lb nha mọi người. Thì nó còn túi nè, đó. Cái này thì em cũng lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Đó. Như cây China xuất Nhật. Đây, một đọt M, một đọt MH. Hàng còn cực kỳ mới luôn nha mọi người. Cán ba khúc, cán đề cao, nhìn là biết đề cao rồi. Bass là bass thẳng nha mọi người, bass thẳng. Làm cực kỳ đẹp nha mọi người. Phen nó đây, đó. Bu là bu chống sắn nha mọi người, bu chống sắn luôn, bu hãng luôn, phen hãng luôn. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó, hai đọt, một đọt M, một đọt MH. Thì tất cả fan đều ok nha mọi người, ngoại hình xuất sắc luôn á. Cây máy ngang nha mọi người, ngoại hình xuất sắc luôn á. Bass cũng còn rất là đẹp nha. Thì cây này nặng 150g, giá công khai là 650k nha mọi người. Hai đọt, một đọt M, một đọt MH. Thì anh em lô lóc, lô chẻm thì lấy con này, con mực cũng rất là ok nha, lô lóc chẻm mực. Rồi, giá công khai cây này là 650k cộng ship nha mọi người. Hàng em bao lỗi lầm nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây hàng của thương hiệu Ken nha anh em, Ken Cup. Đó. Thì cây này thì anh em khỏi nhìn vô khỏi bàn. Đó. Fan là fan Fushi Sitgon nha anh em. Bô cũng bô Fushi Sitgon luôn. Fan thì nguyên zin nha mọi người. Fan thì nguyên zin từ A đến Z nha. Bát là bát canh cát luôn. Cây máy ngang. Thì cây này có một lỗi duy nhất là phần này. Đó, phần này được sơn lại, đó, làm lại nha anh em. Đó, anh em về mua về mà đánh mà nó gãy hay khúc này hay khúc nào, từ khúc này trở về thì em nhận lấy cây cần nha. Đó. Cần làm lại, sơn lại thì em báo thôi. Đó. Được mấy anh Nhật, mấy anh thợ làm. Đó. Fan là fan Fushi Sitgon luôn nha mọi người. Bass là bass Fushi. Bass là bass của hãng nha nè. Bass Ken của hãng luôn nha.
Cây này thì dài được 1m8, dài 1m8, nặng là 130g, đọt là 2 ly, tải mồi từ 3.5g đến 17.5g. Tải dây thì từ 8 đến 16 lb. Cứng ML nha mọi người, cứng ML. Chiên anh em lô lóc nha, lô lóc lô chẻm. Đó. Nha. Phèn phụ xịt xích con nha, bộ phèn này ăn tiền nha mọi người. Đó. Trong đây thì em chưa vệ sinh trong đây, nó giống dính bụi nha mọi người. Đó. Thì hàng về sau thì để vậy thôi, nó biết nó là không nguyên zin rồi, nhìn cái màu là biết liền rồi. Đó. Rồi, giá công khai cây số 3 là giá 750k nha mọi người. 750k cộng ship nha. Đó. Dòng phèn cực kỳ đẹp luôn. Đánh dây vô tư. Đó. Bao test nha. Anh em về đánh gãy khúc này, đó, khúc này nè. Nó từ khúc này xuống là em nhận lại hết. Rồi, giá công khai cây này là 750k cộng ship nha mọi người. Cây số 3 750k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. 4 5 6 là ba cây trung hãng nha anh em, ba cây trung hãng hãng của Daiko. Đó, hàng Daiko. Đây, hàng Daiko, hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đó, cây này là một cây cắm gốc máy ngang Daiko, hàng nội địa Nhật. Anh em đánh rít không thôi câu biển, lô lốc chẻm thì rất là ok nha. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji Gold. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon luôn nha mọi người. Hàng nội địa thì khỏi cần phải bàn về chất lượng rồi. Nè, fan đó nè. Đó, cực kỳ mới luôn. Hàng là hàng cắm gốc nha mọi người. Bugon anh em, Bugon luôn. Cái này thì chuẩn nội địa nguyên zin từ A đến Z, không độ chế gì hết. Thì em bán hàng thì cái nào em thấy độ chế thì em nói thôi. Đó. Phần Fuji Sigon nha mọi người. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Máy ngang cắm gốc. Cái này thì dài 1m5 nha anh em, 1m5. Nặng là 130g, đọt là 1.6 ly, tải mồi từ 3.5g đến 14g. Đó, giá công khai là 1.4 triệu nha anh em, giá công khai 1.4 triệu. Tải dây thì từ 6 đến 14 lb nha mọi người, từ 6 đến 14 lb. Đó, độ cứng của cây số 4 là độ cứng L nha anh em. Cứng L. Đó, gắn vô test cho anh em xem. Độ cứng L nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai là 1.4 triệu nha. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 vẫn là một cây Daiko nha mọi người. Cây Daiko. Vẫn là hàng Fuji Sigon nha mọi người. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Ngoại hình còn rất là ok nha. Ra tầm khoảng 90-93% nha mọi người. Ok mà đẹp nữa. Thì cây này một cây Daiko cứng UL, một cây Daiko cứng UL, tải dây từ 6 đến 10, 12 lb nha mọi người. Thì nặng là 150g, đọt là 1 ly, đọt là 1 ly 6, dài là 1m68. Đó, 1m68. Tải mồi từ 3.5g đến 17.5g. Đó, giá công khai là 1.4 triệu nha mọi người. Giá 1.4 triệu, một cây dài 1m68. À, hàng Daiko cứng UL. Thì hàng UL cho anh em lô cá suối nè. À, đánh lóc, đánh chẻm cũng rất là ok, dạng đánh cảm giác. Hàng cắm gốc này thì cá xịn nó rất là cố định nha anh em, đánh rất là phê luôn. Đó. Anh em, cực kỳ đẹp nha. À, đẹp nảy nữa. À, giá công khai là 1.4 triệu nha mọi người. Cây số 5, 1.4 triệu. Tiếp theo là cây số 6, vẫn là một cây hàng Daiko, hàng nội địa. Đây, ngoại hình thì fan vẫn là fan Fuji Sigon, bát là bát Fuji. Thì ngoại hình cũng chính tầm khoảng 90-93% thôi. Đó. Cực kỳ ok, không lỗi lầm độ chế gì hết. Đó, bu là bu Fuji luôn nha, Fuji Sigon luôn. Cây này thì độ cứng sẽ là L nha anh em, độ cứng L và 1m8. Tải dây từ 6 đến 14 lb, hàng Daiko nội địa Nhật. Đó. Dài 1m8 nha, cây này cây dài nhất trong 3 cây. Cây này nặng là 150g, đọt 1.6 ly, dài 1m8, tải mồi từ 3.5g đến 14g. Giá công khai là 1.4 triệu luôn nha mọi người. Giá công khai là 1.4 triệu luôn nha. Đó. Daiko, hàng máy ngang cắm gốc. Anh em
lua biển cũng được, lua biển cũng rất là ok, hàng cắm gốc nên action độ độ nảy cần nó rất là tốt nha. Đó. Dài 1m8 nha mọi người, anh em đánh lua lóc cũng rất là êm luôn á. Phen gòn nha. Rồi, giá công khai là 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu cộng xếp cây số 6. Tiếp theo sẽ là một cây số 7, một cây cần lua 3 khúc. Đó, lua 3 khúc có tay qua dài 3m. Đây, hàng trắng như ngọc trinh luôn, cực kỳ đẹp luôn. Phen là phen khu si nha mọi người, phen khu si. Bu khu si luôn nha. Đó. Hàng cực kỳ đẹp nha mọi người. Cái này đợt trước hình như em bán một cây nó một khúc, nhưng cây này được 3 khúc nè, 3 khúc hàng cho anh em nhỏ gọn. Phen là phen Fuji nha mọi người, đóng chữ đây. Đó. Chữ F nha mọi người. Đây cây này là một cây Chiren. Chiren. Anh em có thể search cái này lên mạng này bay ra liền, hàng của China đai qua xuất Nhật nha mọi người. Đó, hàng đai qua xuất Nhật. Đó, cây này dài 3m, độ cứng ra tầm khoảng 10-30 nha mọi người. Đó, em search trên mạng thì thấy nó độ cứng là 10-30. Hàng máy ngang, cán 3 khúc. Bát cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đó, cầm vô vừa tay luôn nè. Đó. Thì ngoại hình thì anh em show cho anh em xem này, thở bàn. Thì cây này dài nặng 130g, đọt 0.9 ly, cứng ra tầm khoảng 10 đến 30 nha mọi người. 3m dài 3 khúc. Phen là phen Fuji nha. Đường phen dẫn nó rất là đẹp nha mọi người. Đó. Phen khở bàn. Đó, mới cái này ra tầm khoảng 95% nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 7, cây máy ngang cuối cùng là giá công khai là 1 triệu nha mọi người. Đó, cây số 7 1 triệu. Rồi, tiếp theo sẽ qua lô máy đứng. Lô máy đứng thì có vài cây máy grab với cây tay qua. Thì em lên cây thứ nhất. Cây thứ nhất là một cây cần nội địa nha mọi người. Cây nội địa Bát Fuji, phen là phen Fuji. Cây này là một cây cần của Sandwell gì đó. Đó. Hàng là hàng chất liệu carbon. Đó. Thì phen Bát Fuji nha mọi người, phen Fuji đa xám Bát Fuji luôn. Ngoại hình còn ok, rất ok nha mọi người. Soi kỹ cho anh em xem. Thì cây này thì em sạch thì không thấy thông số tải mồi. Đó. Theo em đoán thì cây này cứng ra tầm khoảng tầm UL nha anh em, đọt nó khá mảnh đó. Cây máy đứng nha anh em, đọt nó mảnh cực kỳ luôn, công mình chỉ xe được luôn nha anh em. Đó, tầm khoảng UL thôi. Thì cây này nặng 120g, đọt là 1.1 ly, giá công khai là 700k nha anh em, giá công khai là 700k. Đó, cực kỳ đẹp nha, phen ok hết, bao lỗi lầm. Chất liệu carbon luôn nha anh em, đây nó sẵn đây. Rồi, giá công khai là 750k nha, 700k nha mọi người. Cây số 8 700k. Rồi, theo sẽ lên cây tiếp theo là một cây số 9 nha mọi người. Cây số 9 là một cây hàng có may ráp. Đây, hàng may ráp đây. Đó. Hàng này được nhiều, rất là nhiều anh em lựa chọn luôn. Đó. Đánh cực kỳ ok. Thì chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó. Cán 3 khúc đời cao. Bát là Bát Fuji. May ráp nha mọi người. Đó. Bát Fuji. Hàng này hàng China xuất riêng cho thị trường nội địa Nhật nha. Đó. Thì cây này dài được 2m37. 2m37, đúng rồi, cây này dài được 2m37 nha mọi người. Tải mồi từ 0.5g đến 5g thôi. Đó, tải dây từ 1 đến 5lb, độ cứng là độ cứng mờ nha mọi người, độ cứng mờ. Đây, nó để hình men cá đây, cá mú cá gì đó. Thì phen bát cũng là phen bát Fuji. Đó. Bu là bu Fuji chống sắn luôn. Hàng cực kỳ ok nha. Đó, ngoại hình ok. Thì cây này chia cho anh em lua lóc, lua chẽm, dạng đánh cảm giác. Hàng cực kỳ ok nha. À,
cây này thì nặng là 800, nặng là 85 gram nha, nặng 85 gram, đọt là 0.7 ly, dài là 2m37 anh em, dài 2m37, mấy cây dài thế này khó kiếm lắm. Rồi 2m37 nha, lộ công đây, test cho anh em xem luôn. Rồi giá công khai cây này là mà giá 1.3 anh em, 1.3 cộng ship, cây số 9. Đây là cây số 10 nha mọi người. Cây số 10 là một cây hàng thương hiệu của MyGrab nha anh em, hàng thương hiệu MyGrab, nhưng mà cây này xịn sò luôn. Nó sở hữu dàn phen là titanium sheet. Nó nhìn dàn phen là khác biệt liền. Dàn phen của cây MyGrab thường đây và dàn phen của nó đây, thấy không? Trên lệch nhau liền ha anh em. Cây này thì phen này thì nó ra dây rất là nhanh. Nó làm giảm cái lực ma sát với cước be sau ấy cái phen anh em. Đó, nên nó bóng nhẹ nữa, nhìn nó ngầu. Đó. Cây này thì dài 1m8, cứng là cứng ML, tải dây từ 5 đến 10 LV, tải mồi từ 3.5 gram đến 17.5 gram. Đó. Cây này nặng là 100 gram nha mọi người, nặng 100 gram, đọt là 1 ly, đọt là 1 ly 5. Đó. Thì gắn vô thì ngầu khỏi bàn anh em, thấy không? Anh em đánh lóc à, đánh mú, đánh chẽm, câu mực cũng được, cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Bát là bát Fuji nha nè, bát Fuji MyGrab, hàng này khỏi bàn. Giá công khai cây này là giá 1.8 nha mọi người. Đó, 1.8 và 1m8, giá 1.8, hàng hai silen Litter, MyGrab Litter. Rồi cây số 10 giá 1.8 mọi người. Đó là cây số 11. Cây số 11 là một cây cần của Daiwa nha mọi người. Cây Daiwa đó, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Hàng này cũng là hàng xịn sò. Cây này là một cây cần Daiwa Sliver Rest đó. Thì phen vẫn là phen titanium thôi, không, phen sheet thôi nè. Phen này phen sheet thôi, không được titanium đâu. Đây nè, so hai bộ phen anh em đã thấy đó. Trên lệnh nhỏ liền nha anh em. Thì cây này là một cây phèn xít nha nè, Fuji xít thôi. Đó. Đá xít đây, cực kỳ bóng sáng luôn. Hàng đây qua. Khúc này thì nó chưa tháo cái nhựa luôn anh em, cái bao ni lông qua luôn. Khúc ở trên đây thì nó tháo ra thì nó bị ố màu tí. Cây này là một cây đây qua, hàng của Taiwan xuất Nhật nha mọi người, hàng Taiwan xuất Nhật. Đó. Có nào carbon nha anh em, đây phen Fuji sheet đây đó, buông nó hơi bị xám màu tím nè, để lau chùi lại có ok liền. Ngoại hình thì còn ok đó, vì nó màu tím nè, nó màu tím nên thấy nó cũ cũ anh em, nhưng mà thực chất nó còn khá là ok, còn bóng luôn á. Thì cây này dài 2m1, độ cứng là ML, thì tải mồi tải dây á, thì tải dây từ 6 đến 10 lb, tải mồi từ 5 đến 21 gram đó. Ngoại hình còn ok. Đó, không lỗi lầm gì hết nha mọi người. Phen là phen sheet luôn nha anh em. Đây phen sheet luôn. Test đọc cho anh em xem luôn. Hàng này đánh lóc cực kỳ ok nha mọi người, đánh lóc. Đánh giá thật cực kỳ ok luôn, da dây khỏi bàn. Rồi, giá công khai cây số 11 giá là 1.3 nha anh em. Cây số 11 giá 1.3. Cực kỳ đẹp cho mọi người. Đó, dàn phen ưng dàn phen liền. Dàn phen này khỏi bàn. Tiếp theo sẽ cây số 12, cây cuối cùng. Cây số 12 này thì em bán giùm ông chú. Đó. Thì cây số 12 vẫn sổ dàn phen là Fuji sheet nha anh em. Đó. Fuji sheet. Đó. Phen đề 3 nó khá bự nha anh em. Cái này Fuji sheet đề 3 là 30 luôn nha anh em. Đó, phen 30 luôn. Cực kỳ bóng luôn, bóng sáng, sáng ngời luôn á.
nhìn bộ fan sheet là khác biệt liền. Thì cây này là một cây Quantum, hàng thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Đó, cây Quantum hàng thương hiệu của Mỹ đây. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha mọi người, bát là bát hãng. Chất liệu carbon, bát là bát hãng. Cây nào cây máy đứng nha mọi người, máy đứng, độ cứng là M. Đó, độ cứng là M. Dài cây này dài được, để em xem, dài được 1m98 nha mọi người, độ cứng M, dài được 1m98. Đó, thì cây này tải dây từ 6 đến 16 lb, tải dây tải mồi từ 5.25g đến 21g nha mọi người. Cây này nặng 155g, đọt là 2 ly mốt. Đó, đây bát, đây bát cho nó nè, bát hãng, hàng thương hiệu của Mỹ nha, hàng ship luôn nha anh em, hàng full ship luôn. Chất liệu là chất liệu carbon sắn chìm, soi kỹ cho anh em xem. Thì dài 1m98 luôn rồi. Đó, cứng, độ cứng 5M. Rồi, giá công khai cây này là 1.3 triệu nha mọi người. Bán giùm ông chủ kêu để 1.3 triệu thì bán 1.3 triệu luôn. Đó, giá 1.3 triệu. Đọt cực kỳ ok nha, bu là bu ship luôn nha. Rồi, đó tổng cộng 12 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào nó có thể chốt để em xuống rồi, em sẽ tự động liên hệ với anh em nha. Đó, có thể báo em chụp hình tận cảnh từng cây cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em nhé.